Xin chào các bạn, phải nói iPhone tầm này giá đang càng ngày càng hạ nhiệt bởi vì Tết đến thì bên nào cũng muốn bán với mức giá tốt hơn để kích cầu người dùng. Và bây giờ thì chúng ta cũng thấy có những sự lựa chọn khá khó khăn dành đến cho các bạn. Như ở đây thì cũng đã có một bạn để lại câu hỏi là Hi Anh, giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 thì nên lựa chọn con máy nào? Một sự lựa chọn cũng khá đắn đo đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có những sự lựa chọn tốt hơn cả hai cái sự lựa chọn này, và đó là những gì thì hãy cùng mình chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio, đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Với hai sự lựa chọn mà bạn đang phân vân á, thì chúng ta sẽ có hai mức giá hoàn toàn khác nhau. Với iPhone 12 Pro Max thì nó sẽ là khoảng 15 triệu hơn, còn với iPhone 14 thì nó sẽ là 19 triệu hơn. Tất nhiên thì tại di động Mỹ cũng sẽ có những chương trình khuyến mãi như là tặng kèm củ sạc khi mà chúng ta mua những chiếc iPhone cũ như thế này. Nhưng mà rõ ràng khi mà bạn đã phân vân lên được cả iPhone 14 thì chúng ta hoàn toàn đã có thể lựa chọn con iPhone 13 Pro cũ như thế này rồi. Mức giá của nó cũng sẽ chỉ loanh quanh khoảng chừng là 18 cho tới hơn 19 triệu thôi. Thì rõ ràng đây là một sự lựa chọn nó tối ưu hơn rất rất nhiều so với hai sự lựa chọn mà bạn đang phân vân. Cái thứ nhất đó là đối với con iPhone 12 Pro Max này, bạn sẽ chỉ lựa chọn nó khi mà bạn cần một chiếc máy có màn hình kích thước lớn lên tới 6.7 inch mà thôi. Còn lại tất cả những thứ khác về trải nghiệm camera, về trải nghiệm cầm nắm, về trải nghiệm sử dụng pin thì nó đều thua kém hơn một chút so với con iPhone 13 Pro. Bởi vì với iPhone 13 Pro mình đã có một khoảng thời gian sử dụng rất rất dài, thì pin của nó trâu ngang ngửa so với những con iPhone 12 Pro Max như thế này. Nhưng trong khi đó đây là con máy nó ra sau, nên về cái độ chai pin của nó chắc chắn là thấp hơn so với những con iPhone 12 Pro Max ở thời điểm hiện tại, trừ những con máy đã bị thay pin nhá. Thì thế nên chúng ta có thể thấy rằng là từ cái thiết kế này, từ cái trải nghiệm cầm nắm dễ chịu hơn này, hay cho tới khoản trải nghiệm pin thì nó đã ngon hơn con iPhone 12 Pro Max rồi. Vậy thì tội gì phải lựa chọn iPhone 12 Pro Max đúng không? Nhưng bạn sẽ chỉ lựa chọn nó khi mà bạn cần một chiếc máy màn hình kích thước lớn 6.7 inch. Thế nhưng mà bạn lại thắc mắc là phân vân với con iPhone 14 thường, thì iPhone 14 thường lại có màn hình kích thước 6.1 inch. Thì đây, chúng ta cũng có màn hình 6.1 inch trên chiếc iPhone 13 Pro. Trong khi đó thì với iPhone 13 Pro nó sẽ nhỉnh hơn ở phần đó là tần số quét màn hình. Khi mà các bạn sẽ có màn hình ProMotion với cái tần số quét lên tới 120Hz, từ đó thì tất cả những trải nghiệm mà các bạn sử dụng trên cái màn hình này nhìn nó đã hơn, nó mượt hơn, nó smooth hơn, và bạn làm bất kỳ một tác vụ gì nó cũng sẽ đều đã hơn. Trong khi đó thì cái phần notch này nó cũng nhỏ tương tự như iPhone 14 mà thôi, đúng không ạ? Đây đã là cái thứ hai, nó nhỉnh hơn rồi. Và thứ ba, đó là bạn cần một cấu hình mạnh mẽ trên iPhone 14 đúng không ạ? Nhưng bạn đã quên đó là iPhone 14 được thừa hưởng lại chính con chip của iPhone 13 Pro. Tức là vẫn là con chip Apple A15 Bionic nhưng nhiều hơn một nhân GPU. Thì con này cũng là chip A15 nhiều hơn một nhân GPU so với con iPhone 13 thông thường. Nên rõ ràng về mặt hiệu năng thì iPhone 13 Pro và iPhone 14 là tương đồng. Chủ yếu là iPhone 14 nó sẽ nhỉnh hơn một năm cập nhật mà thôi. Nhưng đây không phải một vấn đề quá lớn, bởi vì chúng ta vẫn có khoảng chừng gần 4 năm cập nhật trên chiếc máy này nữa. Và liệu rằng bạn có sử dụng chiếc iPhone đó đến 4 năm sau hay là không? Chắc chắn là không, chỉ khoảng 3 năm là bạn sẽ thay máy mà thôi. Nên rõ ràng tổng hợp qua nhiều yếu tố, qua nhiều những trải nghiệm, và đặc biệt đấy là về cụm camera 3 mắt này nữa, thì iPhone 13 Pro là sự lựa chọn mà mình cảm thấy nó tuyệt vời hơn rất nhiều, mà bạn nên quan tâm tới nó chứ không phải là con máy kia. Và trên đó là cái tư vấn của mình dành đến cho các bạn đang phân vân giữa những con máy ở loanh quanh phân khúc tầm 15 cho tới 20 triệu, ví dụ như 12 Pro Max, 13 Pro hay là iPhone 14. Và sự lựa chọn của mình đưa ra là iPhone 13 Pro. Và tất nhiên thì tại di động Mỹ cũng sẽ có những chế độ bảo hành phù hợp để có thể mang tới sự an toàn cho chiếc màn hình trên những chiếc iPhone 13 Pro đang gặp phải. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta đã thấy rằng là cũng chẳng còn người dùng nào than về cái vấn đề bị lỗi màn hình trên iPhone 13 Pro giống như cái thời điểm trước đây nữa. Tức là cái lô màn hình sau này thì đã được khắc phục hoàn toàn và nó cũng đã mang tới sự an toàn hơn trong quá trình sử dụng. Còn sự lựa chọn cuối cùng của bạn là như thế nào? Hãy comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.